Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học giáo lý Phật học phổ thông căn bản, nhưng mà nó thuộc cái phần nâng cao rồi, đó là phần tứ diệu đế. Và chúng ta đi bài đầu tiên của Đạo Đế, đó là tứ niệm xứ. Mình đã có một cái bài giới thiệu tổng quan về tứ diệu đế, bài khổ đế, tập đế, diệt đế. Và riêng cái phần Đạo Đế này, mình sẽ đi rất là kỹ 37 phẩm trợ đạo. Và mỗi một chi phần ở trong Đạo Đế, mình có một cái bài giảng riêng cho nó sâu sát hơn. Và đây là bài đầu tiên. Thông thường bài đầu tiên là mang cái lượng kiến thức nhiều lắm, đúng không ạ? Tứ niệm xứ thì thật ra là có rất là nhiều bài kinh liên quan đến cái phẩm trợ đạo đầu tiên này. Và thật là cân nhắc rất là nhiều trong cái cách mà tiếp cận và giới thiệu cái tứ niệm xứ cho quý Phật tử. Là bởi vì sao? Trong giáo trình Phật học phổ thông của mình, sư cô giới thiệu từ đầu lớp đến giờ, đầu khóa đến giờ, đúng không ạ? Mình bám sát hoàn toàn ở trong giáo trình Phật học phổ thông này. Tuy nhiên, riêng cái bài tứ niệm xứ đầu tiên của Đạo Đế thì mình sẽ dựa vào đây một phần thôi. Còn lại là mình sẽ căn cứ trên những cái bài kinh Đức Phật dạy cụ thể về cái quán pháp này như thế nào, thì nó sẽ có cái tính ứng dụng cao hơn cho quý Phật tử. Tại sao mình nghe nhiều rồi, đúng không? Tứ niệm xứ, tiếng Anh là Four Foundation of Mindfulness, thì sự chú tâm vào bốn đối tượng. Tứ là bốn, niệm là cái sự chú tâm, sati chữ chú ý, chú tâm, xứ là tiếng Pali là Patthana, tức là bốn cái nơi mà mình trú cái tâm vô đó để mà mình chú ý, mình quan sát. Bốn cái nơi đó là gì? Đó là thân, thọ, tâm và pháp. Và tại sao mà mình dựa trong này một phần thôi? Là tại vì vậy, quý Phật tử dở cái trang cuối ra đọc trước nên đọc kết luận luôn. Kết luận là sao? Thân thì bất tịnh như một cái đẩy đựng đồ dơ, không đáng nâng niu chiều chuộng. Tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi theo hoàn cảnh bên ngoài, không có gì là trường tồn, bất diệt. Pháp thì vô ngã, không có tự tánh nhất định, không chắc thật mà đều như huyễn hóa. Thọ thì khổ. Tất cả những cái sự vật mà ta thọ lãnh chung quanh đều giả trá như khói như mây. Vậy mình gom lại là gì ạ? Thân thì bất tịnh, tâm thì vô thường, pháp thì vô ngã, thọ thì khổ, đúng không? Nếu như mà theo đúng cái giáo trình Phật học phổ thông này của mình, hồi đó sư cô đi học thì học giáo lý từ khi mình còn là cư sĩ tại gia, thì mình đi học trong lớp gia đình Phật tử thì cũng được dạy như vậy. Tới khi mình đi xuất gia, mình học ở trong nhà trường cũng như ở trong trường Phật học thì đều dạy y vậy, tức là thân thì bất tịnh, tâm thì vô thường, pháp thì vô ngã và thọ thì khổ. Nhưng mà quý Phật tử thử đặt một cái ví dụ đi ha. Tuần trước đó là sư cô có một em phụng sự viên đến ăn cơm trưa chung với mình. Thì em biết là sư cô rất là không có thích ăn cơm Hàn Quốc, mà ở trong chùa là ngày nào cũng phải xuống ăn với chúng, chứ mình không ăn biệt chúng. Cho nên mình ăn mãi, mình rất là sợ luôn. Giờ nhìn kim chi không dám ăn luôn, không ăn nổi nữa. Thì rất là thích rau luộc thôi, rau luộc chấm nước tương thôi, chứ không có thèm gì hết trơn á. Thì em cuối tuần em đến em luộc rau cho sư cô. Xong cái mang thêm chai nước tương Việt Nam nữa, cái dầm chế ớt vô vậy thôi mà hai cô trò ăn cơm rất là ngon. Thì dầm chế ớt vô chén nước tương cứ ngon quá, cay quá, cay quá. Cái xong em mới nói cô ơi, sao cay quá mà cô để ớt vô chi vậy? Ngay lúc đó là cô rất là vui. Cay, khổ không? Nhưng mà là có ngon không? Vậy cái cảm thọ cay này á, chỉ có khổ không? Nếu chỉ có khổ thì người ta đâu có ăn, đúng không? Cái cảm thọ cay này á, không chỉ khổ mà còn vui nữa chứ, ngon nữa chứ, đúng không? Cho nên nếu mình dạy theo đúng sách giáo khoa nói sao dạy vậy á, quý Phật tử sẽ rất là khó áp dụng, và nhiều khi là mình thấy những cái rất là không có chấp nhận được. Đơn giản một chén nước tương của sư cô thôi, có trái ớt vô thấy ăn ngon hơn không? Vậy thì thọ đâu có phải là khổ hết đâu. Cay có cay thiệt mà ngon thì vẫn ngon, đúng không?
Chờ, giống như người mà không có biết uống bia uống rượu đi, mà uống rượu đế vô đắng cay quá chừng luôn, đâu thấy ngon gì đâu. Nhưng mà các chú các anh mà ghiền rượu rồi á, ngày nào cũng tới giờ phải đi uống vài chai, chứ không uống là không ngủ được luôn. Vậy thì cái cay cái đắng đó đó, nó có khổ không, hay nó còn phải có cái sướng nữa, có cái sướng nữa người ta mới đi uống dữ vậy, phải không? Cho nên là trước khi giảng cái bài này là ăn cái bữa cơm đơn giản rồi, mà trên cái bữa ăn đó là cô nhớ tới cái bài Tứ Niệm Xứ này, nên giờ kể cho quý vị thấy là tại sao mình phải học thêm kinh điển bên ngoài, mà riêng cái bài này mình không có dựa y chang trong sách Phật học phổ thông là vậy. Tại vì đến đây thì quý Phật tử đã quen lắm rồi đúng không, đã về nhà đọc sách trước, thậm chí là có nhiều Phật tử tâm sự với sư cô là cô ơi tới cái phần này là khó lắm, tụi con phải nghe một bài của sư cô tới 3 lần mà tụi con còn phải đọc thêm sách nữa thì mới hiểu. Đây là cái tinh thần cầu pháp rất là tốt ha. À, thì mình biết là khó như vậy, à, cho nên là mình đã quen với cách học vậy rồi, thì những cái gì mà chữ ở trong sách này mình học thêm, còn giờ mình chia sẻ với nhau những cái mà mình có cái trải nghiệm ở bên ngoài, và những cái bài kinh mà có thể là quý Phật tử ít được giới thiệu đến, thì sư cô ưu tiên giới thiệu để mình có thêm một cái hướng để mà mình nhìn về Tứ Niệm Xứ. Hoặc là quý Phật tử biết là dạo gần đây là tới cái mùa nhập học đúng không? À, bạn bè của sư cô ngày xưa là bây giờ đưa con tới trường quá chừng luôn, mà nhiều bạn á là sao ta, đăng những cái status rất là dễ thương, giống như là thay vì là mình kêu là cục vàng của mẹ, cục kim cương của mẹ thì không, mình kêu là cái cục thúi của mẹ hoặc là cục ấy của mẹ vậy luôn á. Vậy thì thật ra là cái đứa bé đẻ ra đó, cái đứa con đó nó có bất tịnh không? Có chứ đúng không, cái thân nó là phải thúi rồi đó, cho nên là mấy bà mẹ hay kêu là thúi của mẹ chứ không kêu thơm của mẹ nữa. À, vậy thì nó có dơ đó, em bé nó cũng có dơ, vậy đó là mình nói em bé nó đã sạch sẽ rồi đó, mình tắm rửa cho nó dễ thương. Nó có dơ không, nếu mà quán chút xíu mà mình về thân bất tịnh đi, trời ơi, quán chút nữa quý Phật tử đi sâu vào bên trong mình sẽ thấy là đàm dải, lông tóc, móng răng, nói chung là gân xương máu mủ gì nó cũng dơ hết, nó cũng ghê hết, nó cũng bất tịnh hết á. À, nếu như cái gì nó cũng ghê, cái gì nó cũng dơ, cái gì nó cũng bất tịnh như vậy, vậy thì mình nhìn con mình trong một cái bộ đồng phục mới đến trường ngày đầu tiên trong đời của con mình có thấy nó đẹp không? Thì sao mình thấy nó vẫn đẹp vậy? Đúng không? Trong mắt của người mẹ mình á, thì con mình bao giờ nó cũng đẹp hết trơn hết đó. À, rồi trong mắt của những người đang yêu nhau thì sao? À, mình cứ học sắc bất dị không, không bất dị sắc, đọc tối ngày sáng đêm kinh Bát Nhã đó. Rồi mình có quán được sắc bất dị không? Không, thấy cái người trước mặt mình vẫn là thương, người ta nói chị mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình thì nhớ người dân, phải không? Trong mắt mình người đó phải rất là đẹp, rất là dễ thương. Hôm qua cô thấy cái em Phật tử đăng cái câu dễ thương lắm, em ăn em nói em cười gì, kiếp này không có hai người như em. Rồi em đăng trên Facebook, cô đọc cái câu đó mà cô mỉm cười là sao? Nếu như mình quán cái thân bất tịnh thì thân ai cũng bất tịnh như ai. Mình là cái thân ngũ uẩn tứ đại nó hợp thành như vậy thì ai cũng dơ như ai hết. Nhưng mà mình có quán bất tịnh được không? Hay mình thấy con mình nó trưởng thành từng ngày, nó tiểu học nó cũng xinh, nó hồi mới sanh ra nó cũng xinh, tới hồi nó mới biết bò nó cũng xinh, tới lúc nó lớn lên, nó học cấp 3, nó mặc cái áo dài trắng đến trường, mình thấy nó đẹp muốn quá chừng là đẹp đúng không? Rồi người yêu của mình cũng vậy, hồi đẹp trai quá chừng luôn, nói quán bất tịnh vậy chứ mấy cô hoa hậu, mấy cô người mẫu, mấy idol mà âm nhạc K-pop, thần tượng K-pop á, xinh quá chừng xinh đó, mình vẫn thích đúng không? Vậy thì khó ha, chính vì vậy chứ mình nói mà tâm vô thường, thân bất tịnh không á, mình nói trên lý thuyết vậy thôi chứ chắc mình quán chưa có nổi đâu, mình vẫn thấy cái thân này nó đẹp, mình vẫn thấy thương cái người đó chứ mình không có nhòm gớm, không có chán ngán được đúng không, mà không nhòm gớm chán ngán được rồi thọ nó cũng đâu có khổ không đâu, nó có lạc nữa, nó có vui nữa chứ đó, rồi nó có vui người ta mới say đắm đúng không. Chứ nhiều người không uống cà phê thì không biết, chứ những người ghiền cà phê rồi á là bị ghiền luôn, phải không? Nó có cái gì mà ghiền vậy? À, cũng phải thấy ngon, cũng phải thấy kích thích, cũng phải thấy được hưng phấn thì mới bị tham đắm vô. Nên mình nói là nếu mà thọ là khổ không thì nó cũng chưa trọn vẹn. Vậy thì còn hai cái này lại, còn lại là gì? À, tâm thì tâm vô thường và pháp vô ngã. Tâm vô thường, hôm trước là cô giảng bài vô thường là mọi người nghe rất là kỹ rồi đúng không?
Nếu tâm vô thường vậy thì pháp có vô thường không? Hoàn cảnh vô thường, thân vô thường, cái gì cũng vô thường. Vậy tại sao chỉ có nói là pháp vô thường, tâm vô thường vậy? Mấy cái khác nó cũng vô thường luôn. Vậy thì pháp vô ngã thì sao? Cái thân mình có vô ngã không? Mình cũng ngã vô ngã. À, vậy thì vô thường là vô ngã. Pháp nó cũng vô thường vô ngã. Thân nó cũng vô thường vô ngã. Tâm cũng vô thường vô ngã. Ha. Cho nên là nếu mà mình chỉ căn cứ theo bốn cái định nghĩa gọi là định nghĩa từ chương như vậy không á, thì quý Phật tử sẽ, nhiều người sẽ khó chấp nhận được, và nhiều người cũng không có thấy là có cái sự thuyết phục ở trong cái việc mà quán pháp hành. À, vậy thì đó là cái mở bài đặc biệt nhất trong các cái bài giảng của mình. Tại vì quý Phật tử biết là trước giờ mình giảng là mình đi định nghĩa từ đầu đến đuôi, còn riêng cái bài này mình đem cái kết luận ra, mình phân tích trước, đúng không? Thì nói như vậy để biết là cái lý do là tại sao với cái kết luận bài giảng như vậy đó, bài học như vậy thì chúng ta phải đi học thêm cái kinh bên ngoài về bốn cái lĩnh vực quán niệm như thế này. Vậy vì mình trong cái đời sống tu tập của mình không có chỉ là mình học cái giáo pháp, giáo lý không. Hôm bữa cái bài Tứ Diệu Đế Tổng Quan cô nói rồi đúng không? Tức là mình thực hành pháp ngay trong lúc mình nghe pháp. À, vậy thì mình thực hành như thế nào, chứ không phải mình đem một cái mớ giáo lý suông ra để mình học thuộc lòng, làm bài kiểm tra là không phải. Cho nên thì thay vì là học theo từ chương như vậy thì hôm nay sư cô sẽ giới thiệu một số cái bài kinh để mình có thể hiểu rõ thêm về cái này ha. Có nhiều bài kinh lắm, quý Phật tử mà tìm chỉ cần đánh cái từ cái keyword là cái gì? Cái từ khóa. Chỉ cần đánh cái từ khóa vào thôi thì mình sẽ thấy là có rất là nhiều bài kinh liên quan đến đề tài này. Cũng như là có rất 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 nhiều giảng sư giảng kỹ về từng bài kinh luôn á. Vậy thì trong cái thời gian, thời lượng chỉ có khoảng 1 tiếng đồng hồ học pháp của mình mỗi tuần, thì mình có nói hết được không? Thì chắc chắn là mình không nói hết được ha. Thì sư cô sẽ chọn cái bài kinh tiêu biểu và giới thiệu sơ qua để cho mình nghe ít nhưng mà mình nắm kỹ. Thì trên cái nền tảng đó mình nghe những cái bài kinh khác thì mình sẽ hiểu được hơn. Vậy thì trong này nó có kinh tứ niệm xứ, có kinh bốn pháp quán niệm, có kinh một pháp, kinh hơi thở, nhiều lắm ha. Thì mình sẽ học bài kinh, mình lấy cái dẫn chứng từ bài kinh tứ niệm xứ đầu tiên. Bài kinh tứ niệm xứ dạy rằng, sư cô đọc nguyên văn ha. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Ghê không ạ? Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt thoát khẩu sầu não, diệt trừ khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Vậy mình thấy bài tứ niệm xứ có quan trọng không ạ? Bài đầu tiên trong Đạo Đế mà Đức Phật đã khẳng định rất rõ ràng, đây là con đường độc lộ, nghĩa là con đường duy nhất mà đưa đến cái chánh trí cho mình, để mà dứt trừ khổ đau, vô minh phiền não. Vậy thì mình có phải hành theo không? Có nha. Đức Phật nói tiếp, bốn niệm xứ đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Quán thọ trên thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ưu là buồn não sầu khổ, chứ không phải là u chữ u đó đâu nha. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vậy thì mình thấy là qua bốn cái mà thân, thọ, tâm, pháp, quán thân trên thân, chánh niệm, tỉnh giác, quán như vậy, thì mình thấy là cái pháp tứ niệm xứ này là một cái pháp môn mà bao gồm cả chỉ và quán. Cả chỉ và quán, tức là thiền bao gồm cả thiền chỉ và thiền quán, có định ở trong đó, hay mình gọi cái cách khác đó là định huệ song tu. Chỉ tức là định đó, còn quán tức là tuệ. Vậy thì có phải đây là cái pháp môn định huệ song tu bao gồm cả chỉ và quán không? Vậy thì có khó không? Khó ha. Cho nên Đức Phật rất là tinh tế, Ngài dạy tiếp, dạy cái gì? Tức là trước khi đi vào được cái thực tập cái chỉ quán định tuệ song tu này thì Ngài dạy chúng ta là gì? Phải giữ gìn giới luật.
À, mình nói cái chữ này nghe có vẻ hơi khó á, thì mình sẽ diễn giải là sao? Là hộ trì các căn. À, hộ trì các căn, đó là mình giữ giới luật á, gọi là năm điều đạo đức của người Phật tử tại gia. Tức là mình phải có hộ trì phòng hộ các căn, mình phải giữ được năm điều đạo đức của người Phật tử tại gia thì cái thân tâm mình nó mới trong sạch nhẹ nhàng để mình có thể bước vào cái hành thiền chỉ quán này nó có nhiều kết quả. Nào quý Phật tử nhớ là hôm trước cái bài sám hối sư cô đã hướng dẫn mình một lần rồi đúng không? Tức là mình tu tập cái pháp môn nào cũng vậy, thì giống như là một cái miếng vải mà nó bị nhuộm nhiều màu rồi á, thì bây giờ mình có vẽ cái gì lên đó, mình có nhuộm thêm một cái màu gì nữa thì nó cũng rất là khó để mà ra màu chuẩn như mình mong muốn. Mà đầu tiên là mình phải giặt sạch cái miếng vải đó. À, thì trang giấy cũng vậy, trang giấy trắng mình viết cái nét gì lên nó cũng rõ ràng hết. Còn mà trang giấy nó đã đầy hết rồi thì làm sao mà mình gắn thêm cái gì vô được đúng không? Vậy thì cái thân của mình đây nó nặng nề, nó tham lam, nó sân si, nó trạo cử, nó hôn trầm, nó đủ thứ những cái vô minh phiền não chất chứa như vậy thì mình có đi vào định dễ không? Không, bình thường mà mình không chánh niệm trên mỗi cái lời nói của mình không thực tập phòng hộ các căn của mình, khởi tham lên mình biết mình khởi tham, hoặc là mình nói một cái lời không đúng sự thật, mình biết là mình đang nói cái lời không đúng sự thật, bình thường mình không tập như vậy. À, thì không có cách nào mình ngồi xuống, mình định tĩnh để mình có thể phát triển thiền quán được. Cho nên là trong kinh Đức Phật luôn dạy đệ tử của Đức Phật là phải trì giới luật trước khi hành thiền. Thật ra những năm tháng đầu tiên mà thành lập tăng đoàn thì toàn là thánh tăng không, cho nên là không có chế giới. Nhưng mà sau này thì tăng đoàn rộng mở ra thì có nhiều tăng chúng, thì trong đó có những cái pháp hữu lậu nó phát sinh thì Đức Phật là tùy phạm chế giới, tức là tùy vào những cái sai phạm đó Đức Phật chế giới ra. Và từ đó thì Ngài luôn căn dặn quý đệ tử của Ngài là phải trì giới. À, ngay cả bài kinh Di Giáo là bài kinh cuối cùng, lời dạy đức cuối cùng của Đức Phật thì Ngài cũng nói là gì ạ? Lấy giới luật để làm thầy. À, cho nên mình biết là càng về sau này mình phước mỏng nghiệp dày, mình căn lành mình cạn cợt thì mình lại càng phải phòng hộ các căn, càng phải chánh niệm trong các cái hành vi lời nói của mình thì mình mới dễ có được cái định tĩnh, có được cái tâm sáng suốt, có được cái sự an tĩnh để khi mình thực tập thiền quán nó có hiệu quả được ha. Đức Phật dạy trong một cái bài kinh Sóng Ngựa, Đại Kinh Sóng Ngựa, Đức Phật có dạy như thế này, tức là chúng ta phải biết tàm quý trong khi nhận của cúng dường. Tàm quý là gì? Tàm tự quý tha, là xấu hổ với mình và biết xấu hổ với người. Có tàm có quý là gia tài của bậc thánh luôn đó. Mình phải biết tàm quý, mình phải biết xấu hổ với những cái sai lầm của mình làm. À, chứ mình mà không biết xấu hổ, không biết mắc cỡ, không biết mắc cỡ với bản thân, không biết mắc cỡ với người khác thì là không có việc xấu gì mình không có dám làm hết. Thì Đức Phật nói là mình phải biết thấy xấu hổ khi mà mình nhận của cúng dường. Là sao? Mình có tàm quý trong khi mà nhận thọ lãnh của đàn na tín thí. Vậy thì mình có cái xấu hổ khi thọ lãnh đó thì mình phải làm sao? Thân hành, khẩu hành, ý hành phải được thanh tịnh và minh chánh. Như vậy nó mới làm nên cái sự khác biệt giữa tăng và tục, nghĩa là người xuất thế với lại người tại gia. Chứ bây giờ mình ngửa tay đi xin của cơm của đàn na tín thí, cơm áo của đàn na tín thí mà mình không trau dồi phẩm hạnh của mình, không thân khẩu ý của mình nó không có trang nghiêm, nó không thanh tịnh thì mình đâu có xứng đáng nhận của cúng dường đúng không? Mình đâu có chút xíu cái công đức nào trong cái việc bình thường của mình đâu, để cho quần chúng xem mình là cái ruộng phước mà gieo trồng. Và Đức Phật dạy điều thứ ba trong Đại Kinh Sóng Ngựa đó là phải hộ trì các căn. Hộ trì các căn là cái cách sư cô nói giống như là mình giữ các điều đạo đức vậy đó. Tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác. À, tiết độ trong ăn uống hay không ạ? Mình mà ăn nhiều quá, ăn không không có sự lựa chọn thực phẩm tốt lành cho cơ thể thì nó ảnh hưởng đến cái việc mình hành thiền dữ lắm. Nó ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của mình chưa nói, nó ảnh hưởng đến công phu tu tập của mình nữa đối với Phật tử. Ai mà có để ý cái này thì sẽ biết ha. À, cái ăn uống nó rất là quan trọng. Mình ăn
những cái thức ăn mà nó âm tính nhiều quá mà ăn vào buổi chiều nữa đó, hoặc là mình ăn quá no sau 5 giờ chiều á, thì thường là giờ công phu mà thiền định buổi tối quý Phật tử rất là khó, và thậm chí là ngày hôm sau mình rất là khó dậy vào lúc buổi khuya để mà mình công phu, cơ thể mình nó rất là trì trệ, nó rất là mệt mỏi. Thì tại vì cái giờ đó thì các cơ quan nội tạng của mình bên trong nó cũng bắt đầu cần phải được nghỉ ngơi rồi, nhưng mà mình lại bắt nó tiêu thụ làm việc tiếp với một cái lượng thức ăn, mà cái lượng thức ăn đó nhiều khi mà dầu mỡ chiên xào hoặc là những cái gia vị độc tố rất là nhiều thì cơ thể của mình rất là mệt mỏi. Thì cơ thể mệt mỏi, mình tiêu hóa máu huyết tuần hoàn lưu thông nó đã khó rồi, đừng có nói là mình giữ được cái quân bình tĩnh lặng trong cái việc mình hành thiền, thì cái việc ăn uống thì ảnh hưởng rất là lớn. Quý Phật tử, nhiều khi mà mình ăn những cái thực phẩm mà nó không lành lắm á, thì tính tình nó cũng nóng nảy, người nó cũng bực bội, nên là cái ăn nó quan trọng. Tu tập thì mình biết là mình có nhiều người ăn chay trường đó, nhưng mà ăn chay trường thì cũng phải ăn sao cho nó quân bình các cái dinh dưỡng ở trong đó. Quý Phật tử nghe lại bài ăn chay sư cô nói ha, ở trong đó là có những cái nên và không nên, hòa thượng dạy mình rất là kỹ, không có ăn chay giả mặn, cái đó nó rất là nhiều hóa học hóa chất cho mình ăn, cái đó độc tố dữ lắm. Rồi cũng không có ăn 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 rặt, ăn rị, ăn một món đậu hũ không, ăn dư đạm quá, mà giờ đậu nành nó biến đổi gen nữa. Ăn nhiều đạm quá là có thể gây ra gút hoặc là bị nhiều cái hệ lụy nữa, rất là không tốt. Rồi ăn nấm dữ quá cũng đau nhức nữa, phải không? Nên là ăn chay là mình biết là mình thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu những cái món đó, thì mình phải bổ sung rau xanh và các loại đậu củ quả như thế nào cho nó phù hợp. Chứ không phải nói ăn chay thì món nào mình cũng nêm cho nó đậm đà, mình cũng chiên lên cho nó giòn, cho nó thấm, thì mình càng ăn mình sẽ càng bệnh. Quý Phật tử ở Hàn thì để ý thấy là các cái món ăn của Hàn nó khá là mặn đúng không? Canh tương thuyền trăng chige đó rất là mặn, tại vì cái tương muối nó đã mặn rồi. Rồi kim chi cũng vậy, kim chi cũng rất là mặn và rất là nhiều gia vị, nhiều món. Thì cũng có món là rất là tốt cho sức khỏe, cũng có nhiều món là mình thấy là rồi thường đám xá lễ Tết thì mình thấy là sao, ăn chiên rất là nhiều, ăn đồ chiên rất là nhiều. Hàng là cái gì họ cũng nhúng bột chiên hết á, quý Phật tử ở đây thì biết đúng không, tôm cua con gì con mực là họ đã nhúng bột họ chiên rồi không nói, nhưng mà cái lá ke nhíp á, là giống như cái lá tía tô của mình, họ cũng nhúng bột họ chiên luôn. Cái lá bắp cải thôi họ cũng nhúng bột họ chiên lên luôn, thậm chí cái củ sâm, cái rễ sâm họ cũng nhúng bột họ chiên luôn. Tất cả các thể loại đều nhúng bột chiên lên hết. Ở đây sư cô ở suốt 1 tháng 7, tháng 7 âm lịch ở trong chùa, thì quý Phật tử biết là đám cúng rất là nhiều, gần như là một tuần là hết 5 đám cúng rồi. Ở đây giống như truyền thống, tới đám là phải có cái món chiên đó, tức là các loại rau củ rồi xếp 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 xiên xiên với que với nhau xong rồi chiên lên, rồi nhìn riết sợ luôn. Cho nên là mình cố gắng trong cái ăn uống này và phải chú tâm cảnh giác. Phật dạy, lời dạy từ mấy ngàn năm trước đến bây giờ mình thấy nó rất là hợp lý trong thời hiện đại đúng không? Vậy thì sau khi chúng ta trì giới làm cho cái thân thanh tịnh rồi, thì chúng ta chọn một cái nơi mà thanh vắng, như ngày xưa thì mình sao mình ra mấy cái gốc cây mình ngồi thiền đúng không? Giờ thì mình có các cái thiền đường rồi, hoặc thậm chí trong nhà mình có cái phòng riêng, có cái phòng thiền á, phòng như cái phòng sách, cái thư viện vậy đó, chỗ nào mà yên, thoáng gió, thoáng khí thì mình ngồi đó mình tập thiền. Mình đến chùa tập thiền cũng càng tốt nữa, các chùa mà có khóa tu thiền thì thôi quá tốt, cái cộng hưởng từ của đại chúng cùng ngồi thiền với nhau, cái đó rất là tinh tấn ha. Sư cô có tham dự những cái khóa thiền mà 10 ngày như vậy cùng với mọi người, nó tràn đầy cái năng lượng rất là hay. Chứ mình đừng có nghĩ là hôm qua có ai bình luận, có ai nói gì sư cô gì ta. À,
sư cô khuyến khích mọi người đi chùa, sư cô có kể rồi phải không? Sư cô hay khuyến khích mọi người đi chùa, đừng có nói là mình đừng có đổ thừa là mình tu tại tâm đó. Tâm mình là gì, mình có quán không? Toàn là tham, toàn là sân, toàn là si không? Nói ra cái nói tôi tu tại tâm, tôi không có đến chùa đâu. Rồi dạo gần đây thì còn có mấy bài viết mà con tôn kính Phật nhưng mà con xin lỗi con không đi chùa. Hoặc là thế này thế kia, những cái bài viết nó rất là sai trái, rất là sai lầm ha. Mà chúng ta thấy là hôm nay có rất là nhiều quý thầy trẻ, quý thầy đã có những bài phản biện, phân tích ra những cái điểm không hợp lý trong các cái bài viết đó để cho mình thấy. Thì trong một pháp thoại của sư cô, hình như là sư cô cũng có nói cái điều này rồi, đó là mình đừng có nghĩ là mình ở nhà mình tu thôi, mình tu tại tâm thôi, chứ mình không có đi đâu như vậy, không cần phải lên chùa. Cái này là quý Phật tử liều mạng đó, trừ khi là mình ngụy biện nữa đó, trừ khi là giống như gia đình chồng mình là khác tôn giáo mà gia đình chưa có hoan hỷ khi mà mình đến chùa, hoặc là mình có con nhỏ, hoặc là mình không có xe cộ, hoặc là mình quá nhiều vấn đề đa đoan. Nói chung từ gia đình cho tới công việc không cho phép mình được đến chùa, không thu xếp được luôn. Thì lúc đó mình chấp nhận là mình tu trong mỗi hành vi cử chỉ của mình chánh niệm trong mỗi cái động tác mình làm ở nhà, và mình cũng chọn một cái góc yên ắng để ngồi yên cho mình, không nhất định phải để nguyên công Phật to đùng phía trước, nhưng mà mình biết mình đến cái chỗ đó, mình ngồi xuống vào cái giờ đó thì thân mình, khẩu mình, ý của mình phải an tịnh lại thì cái đó mới được ha. Chứ còn mà bình thường quý Phật tử có điều kiện để đi chùa, có thời gian để đi chùa, có sức khỏe để đi chùa mà viện cớ là thôi tôi tu tâm tôi không đến chùa, là cái này nó sai, rất sai. Khi sư cô nói điều này thì cũng có rất là nhiều người không hài lòng á, vào cãi, vào nói nặng nói nhẹ đủ thứ hết á. Nhưng mà sư cô nói với quý vị với cái lời chân thật, đừng có coi thường những cái hoàn cảnh bên ngoài. Mình nói mình tu thiền, chứ mình thử mình đến cái vũ trường coi, nhạc nó bình bình bùng 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 như vậy, xung quanh là bia rượu mạnh và những cái động tác gợi dục gợi cảm ở trên sân khấu như vậy, rồi mình có thiền nổi không? Hay là đập một hồi tim mình nó muốn thở không có nổi luôn nè. Hoặc bây giờ mình nói mình tập thiền mà mình ra cái chỗ mà người ta mua bán lễ hội nhảy nhót ở đây, mình thấy có lễ hội bắn súng nước ở Incheon đúng không? Mỗi năm mình có cái lễ hội bắn súng nước, không biết bạn nào, bạn trẻ ở đây nào đã đi tham dự rồi. Hồi đó sư cô còn trẻ, sư cô cũng ham chơi lắm đó. Rồi những cái lễ hội trường, rồi ôi đánh chiêng, đánh trống, nhảy múa suốt đêm như vậy, mình đi những cái chỗ đó mình có thiền được không? Hay mình mất chánh niệm? Đúng không? Cho nên mình đừng có coi thường, chùa là cái nơi mà từ khi xây dựng cho tới lúc vận hành, cho tới ngay thời điểm hiện tại, bao giờ cũng có những người với cái tâm niệm lành thiện, với cái mong muốn học pháp sửa mình, với những cái tâm ý tốt đẹp nhất mang đến chùa ngày ba thời công phu như vậy, long thiên hộ pháp chốn già lam, chưa kể cái lực tu của đại chúng. Cái chốn đó mình an ổn hơn hẳn chứ, đúng không? Bởi người ta mới nói là thứ ba tu chùa. Trong cái câu đó người ta nói thứ ba tu chùa là tại sao? Chưa vô chùa tỉa tu đó, vô chùa là dễ tu, có cái không gian cho mình, chứ mình đừng đổ thừa mình ở nhà. Mình ở nhà mà cái giường của mình nó sát bên cái chỗ mình ngồi thiền đi, thậm chí có người ngồi thiền ở trên giường. Cô nói mấy cái này không bao giờ mà có hiệu quả lớn hết á. Rồi sáng 4 giờ dậy còn chưa mở mắt xong mà mình ngồi ngay cái giường mình thiền, có phải mình nằm xuống liền luôn không? Cô ở đây nè, vẫn có hôm nào mà mình có việc mình học khuya quá, sáng dậy mình cũng gục lên gục xuống xấu hổ với hòa thượng muốn chết luôn á chứ. Chứ không phải giỡn đâu, cái môi trường á. Nào quý Phật tử đừng có coi thường cái đó, cái chỗ long thiên hộ pháp già lam hộ trì, cái chỗ mà hòa thượng thầy tổ huynh đệ bạn đạo của mình ngày ngày tu tập như vậy, mình phải đến đó hành thiền chứ. Đức Phật cũng vậy luôn đúng không? Kiếm cái chỗ an tịnh thanh vắng để mà thoải mái cho việc hành thiền, rồi mới ngồi kiết già nè, lưng thẳng an trú chánh niệm trước mặt, rồi thực hành phương pháp thở ra thở vô. Phật dễ thương không? Phật dạy không có cái gì sai hết. Và trong kinh Một Pháp thì Đức Phật cũng dạy cái phương pháp niệm hơi thở với lại 16 đề mục. Cái này là có nhiều thầy giảng lắm rồi, quý Phật tử tìm nghe nha. 16 đề mục, đó là 4 đề mục về thân, 4 đề mục về tâm, 4 đề mục về thọ, 4 đề mục về pháp. Mỗi cái có 4 đề mục, tổng cộng là mình có 16 đề mục để quán. Cái này thuộc về pháp môn tứ niệm xứ, thì pháp môn
Ở đây hôm trước là sư cô có giới thiệu cái quyển này nhiều lần rồi đúng không? Đây là cái quyển kinh bỏ túi, quyển kinh vật bất ly thân của các Phật tử đi sinh hoạt Phật giáo với sư cô. Rất là nhỏ, rất là nhẹ và có đủ những cái bài kinh mà mình cần phải thực tập, thể đọc hàng ngày, không cần phải tụng. Những cái lúc mình lên xe buýt, xe điện ngầm hoặc những cái lúc mà mình ngồi chờ các cuộc hẹn thì mình có thể mở kinh ra mình đọc đó. Thì trong này chúng ta sẽ có một cái bài kinh, đó là kinh Bốn Pháp Quán Niệm. Bài kinh này nếu ai chưa có học Pháp rồi á, vừa đọc vô đây á, là mình mệt lắm á. Mình mệt lắm. Nhưng mà mình nghe giáo lý rồi, mình đọc bài kinh này mình sẽ dễ hiểu hơn. Thì cuối giờ chúng ta sẽ đọc kỹ cái bài kinh này với nhau. Giờ sư cô nhắc lại một lần nữa, với 16 cái đề tài mà liên quan đến hơi thở này á, thì mình thấy bao gồm cái pháp môn này, nói một lần nữa, tứ niệm xứ là nó vừa chỉ và vừa quán Vipassana và Samatha ha. Tức là sao? Khi mà mình tầm tứ, mình cột cái tâm mình ở trên cái hơi thở ra, hơi thở vô như vậy á, là chỉ, tức là định đó. Và khi mà mình quán là sao? Mình lấy cái tuệ để mình quan sát cái 16 cái đề mục thiền quán này đó, 16 cái đề tài quán này đó, thì như vậy là tuệ. Thì cái pháp môn tứ niệm xứ khẳng định lại một lần nữa, đó là chỉ quán có cùng với nhau định tuệ song tu. Là bởi vì sao? Nó có cái việc mà cột tâm tầm tứ ở trên cái hơi thở ra, hơi thở vô, dài biết dài, ngắn biết ngắn. Thì cái này là cái chỉ, cái định. Còn cái mà mình quán 16 cái đề mục này thì là bắt đầu là cái tuệ, được không ạ? Lặp đi lặp lại nói rất chậm cho quý Phật tử nghe cho kịp ha. Cái phần kinh này nó hơi khó ở cái đoạn là phân biệt về lậu tận trí vân vân, thì thôi sư cô sẽ lướt qua. Chúng ta mới từ lớp mầm lên lớp chồi được có mấy hôm thôi mà giảng nhiều quá, sâu quá thì nó rất là chông chênh. Thì sư cô biết là có nhiều người nghe pháp thoại của sư, nhiều, rất nhiều pháp thoại của các vị tôn đức cao tăng khác rồi, và đặc biệt có những người mà chuyên về học thiền á, thì là nghe pháp hành của quý ngài rất là nhiều. Thì khi mà nghe pháp thoại của sư cô thì có nói là sư cô sao không dạy sâu thêm một chút xíu nữa. Còn có những bạn là sao, lớp mình là phải thông cảm cho nhau, tức là lớp này lớp học giáo lý với các anh chị em Phật tử và những người chưa là Phật tử. Sư cô có giới thiệu nhiều lần rồi đúng không? Đạo tràng của chúng ta bên này có 50% các bạn chưa là Phật tử đó, và là tôn giáo khác nữa. Và các bạn phát tâm học Pháp cùng với mình, những người mới vừa học những bài Pháp đầu tiên trong cuộc đời luôn á, trước giờ chưa hề biết đến chùa chiền luôn. Mà các bạn chịu học, chịu theo đến như vậy, thì nếu mà mình đi sâu về một cái pháp hành, hoặc mình cứ giảng sói vào một cái sở trường hành pháp của mình, thì nó không phù hợp với lại cái lớp học giáo lý chung ha. Thành ra thông cảm và dung thông với nhau. Chứ dù mình biết mình có cái đó, mình có cái nghiên cứu thêm thì mình tự nghiên cứu ha. Còn giờ mình nghe cho nó đều đặn với nhau. Chúng ta thấy là đến phần đạo đế, mình thấy là nói về thiền quán rất là nhiều đúng không? Mình học tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, túc ngũ căn, ngũ lực và cả thất giác chi luôn rồi. Đều là những cái pháp định hết, đều là những cái pháp thiền, hành thiền rất là nhiều. Vì sao? Chúng ta thấy Đức Phật của mình cũng ngồi thiền mà thành đạo đúng không? Và khi Đức Phật thành đạo xong rồi, Đức Phật có ngưng ngồi thiền không? Không hề. Hai cái việc làm Đức Phật làm nhiều nhất trong ngày đó là sao ạ? Thuyết pháp và hành thiền. Thuyết pháp và hành thiền gần như suốt 45 năm hoằng pháp của ngài, thì ngài tập trung mỗi ngày cho hai cái việc này nhiều nhất. Không phải là ngài giác ngộ rồi là ngài không là không thiền nữa đâu, không, ngài vẫn ngồi hành thiền như vậy để chi? Để sách tấn cho đệ tử của ngài, và đồng thời cũng là để làm chủ cái thân tâm của mình. Dĩ nhiên là ngài là bậc giác ngộ rồi thì ngài sẽ không có cái khổ ở trên cái tâm lý nữa đâu. Nhưng mà ngài có khổ trên thân không? Có, thân ngài tứ đại, ngài cũng có đau, có buồn. Đệ tử ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nhập Niết Bàn,
Ngài cũng có cái buồn đúng không? Vậy thì Ngài phải quán cái hơi thở liên tục hành thiền như vậy để Ngài điều chỉnh, làm chủ cảm xúc không bị dính mắc. Và đặc biệt cái đó là cái gì? Vì mình mà Ngài tu, tức là vì mình mà Ngài thị hiện cái hành thiền ra. Đây là một cái rất là đẹp ha. Mỗi lần mà sư cô đọc kinh tới mấy cái đoạn mà Đức Phật đi khất thực về xong rồi chọn với một cái gốc cây rồi cùng ngồi dùng thọ trai, sau đó thì Đức Phật thuyết một bài pháp cho đệ tử, mình nghe những cái câu rất là giản dị như vậy, gần như không có gì nhưng mà nó lại đẹp biết bao nhiêu, đúng không? Đâu phải nếu như mà kinh mà không viết như vậy mà viết cái gì ta, Đức Phật tới bữa ăn là bắt đầu chư thiên đến cúng cơm, hoặc là Đức Phật dùng thần thông hóa ra một bữa cơm, sau đó rồi Đức Phật thị hiện thần thông này kia kia nọ, mình thấy Đức Phật mình quá trời thần bí, quá trời xa lạ. Hồi đó sư cô mới đi chùa đọc kinh chú Lăng Nghiêm á, phải thuộc chú Lăng Nghiêm và thập chú buổi sáng á. Có cái đoạn mà không biết quý Phật tử ở đây có nhớ không? Thiên diệp bửu liên hữu hóa Như Lai, đảnh phóng thập bảo bá bảo quang minh nhất nhất quang minh giai biến thị hiện thập hằng hà sa. Kim sơn kỳ ấy kình sơn trì sử biến hư không giới, kim căn mật tích kình sơn trì sử biến hư không giới. Quá trời luôn, là gì? Đức Phật ngồi tọa thiền phóng một cái đạo hào quang ra, trong đạo hào quang đó vô vàng châu báu, rồi có 1000 hoa sen, rồi trên đó là Đức Phật hiện ra ngồi trên cái hoa sen đó, rồi Đức Phật ngồi trên hoa sen đó cũng phóng ra 10 đạo hào quang, rồi trên mỗi đạo hào quang đó là có châu báu và có thần kim cang, rồi tay cầm chùy kim cang dưới nâng, trời ơi, rồi trong cái rồi đại chúng ngưỡng quang úy ái kim bảo, rồi đại chúng thì sợ quá đi mới cầu Phật gia hộ. Rồi Đức Phật mới từ đó là phóng ra một cái đạo hào quang và tuyên thuyết thần chú, nó mới thuyết chú Thủ Lăng Nghiêm. Trời, mình đọc nghe kinh khủng. Đức Phật quá trời thần bí. Nhưng mà khi mà đọc được những cái bài kinh mà giản dị, là Đức Phật đi khất thực xong về ngồi dưới gốc cây cùng thọ trai, xong đó là rửa tay rồi bắt đầu ngồi giảng pháp cho đệ tử nghe. Cho mình thấy một cái gì đó nó gần gũi, nó thân thương, nó dễ hiểu, dễ gần. Vậy đó mà mình làm không có được. Chánh niệm trong từng cái hơi thở là vậy. Ngài dạy mình, chính vì Ngài hành thiền mỗi ngày nên Ngài mới thân giáo được cho đệ tử của Ngài phải hành thiền mỗi ngày. Chúng ta biết là Đức Phật hay khuyến khích các tỳ kheo, tức là những cái đệ tử xuất gia của Ngài, đó là: này các tỳ kheo, khi các người hội họp lại thường có hai việc phải làm. Một là đàm luận về Phật Pháp, hai là giữ im lặng của Bậc Thánh. Sự im lặng của Bậc Thánh ở đây chính là hành thiền, hay không ạ? Này các tỳ kheo, có hai việc các ngươi phải làm. Một là đàm luận về Phật Pháp và hai là giữ im lặng của Bậc Thánh. Chứ Đức Phật không có kêu mình vô chùa ngồi thị phi. Tới sư cô có lâu rồi, hồi nhỏ luôn á chứ không phải bây giờ, sư cô có nghe sư ông Trúc Lâm, sư ông dạy một cái đoạn nhỏ thôi, giống như hồi đó đó mình còn là sinh viên đại học nhỏ lắm, thì được các chú lớn dẫn đến thiền viện, thì có một cái buổi khánh tuế vậy đó, thì sư ông có ra, thì sư ông có dạy ngắn gọn thôi, tức là sư ông dạy đến chùa là để làm cái gì? Tức là đến chùa để mình hỏi pháp với quý thầy, quý sư cô, nghe, đó là văn tu, xong rồi phải tư duy coi cái lời dạy đó có đúng không, tư duy xem nó đúng lẽ thật, rồi là gọi là cái tu mà trong cái tư duy đó, rồi cuối cùng mình nghe hiểu được, mình tư duy thấy hợp lý rồi thì mình về mình hành, gọi là tu, văn tư tu. Còn bây giờ quý Phật tử đến lạy hết trên bàn thờ, có bao nhiêu ông lạy từ trên xuống dưới, lạy vòng vòng xong đi về cầu xin hết cây nhang luôn, không cần gặp để hỏi đạo, không cần nghe pháp, không cần học giáo lý, không cần tham cầu học hỏi chánh pháp với bất kỳ một vị thầy một sư cô nào hết, đến cứ quỳ lạy ông Phật xong rồi đi về. Vậy quý Phật tử có tu chưa? Ôi, sư ông dạy một câu mà mình nghe mình giống như chấn động bừng ngỡ luôn á. Tại nhỏ giờ đến chùa thì mình cũng thấy người ta lạy Phật từ trên lạy xuống, lạy từ nhà tổ đi lên, thì mình học cái đó là đầu tiên đó.
Thì mình cũng nghỉ lạy xong rồi về, mình cứ nghĩ đi chùa là vậy thôi. Hồi nhỏ xưa cô còn trong bụng mẹ đã đi chùa rồi, mà 5-6 tuổi là thuộc kinh Pháp Hoa luôn, cho nên là cứ nghĩ là cái việc mình đi chùa của mình á, đi chùa của mình á là lên lạy lạy Phật lạy tổ xong rồi tụng hết thời kinh đi về. Nhỏ thì chưa biết cầu xin gì, nhưng mà cứ vậy là xong, mình cứ nghĩ như vậy là đi chùa, tức là trong đầu mình cho tới khi mình học sinh hoạt xong các bậc của gia đình Phật tử luôn mà mình cũng cứ nghĩ là đi chùa là vậy thôi đó. À, nhưng mà một ngày đó được sư ông dạy ra, à đi chùa tức là mình phải thân cận học hỏi giáo pháp với quý thầy với sư cô, mình phải tư duy những lời dạy đó và mình thực hành cái đó mới gọi là đi đến chùa tu, chứ không là là đi đến chùa làm cái gì đó chứ không phải là tu. Cho nên lúc mà sư cô ấn tượng mãi tới bây giờ, cho nên bây giờ khi mà tổ chức đạo tràng sinh hoạt giáo sinh hoạt Phật pháp cho quý Phật tử á, thì quý Phật tử nào mà sinh hoạt 2 năm nay với sư cô ở bên đây cũng vẫn thấy đúng không? Tức là sẽ vẫn đến chùa, sư cô vẫn dạy lễ Phật trước, vẫn tụng một thời kinh ngắn, vẫn cho ngồi tập thiền gieo duyên và sau đó phải ngồi lại học giáo lý 30-45 phút gì đó. À, liên tục như vậy từ lúc mình không hề có chùa, mình chưa có một cái khái niệm đạo tràng hay một cái danh xưng gì cả, mình chỉ có một nhóm nhỏ Phật tử với nhau mà vẫn duy trì như vậy. Hồi đó mình còn chưa có quay phim chụp ảnh, không ai biết quay phim chụp ảnh hết, mà mình đã liên tục duy trì được một cái nếp nếp cái truyền thống đó. À, sư cô vẫn biết là có những bạn là rất tự ti là con học ít thôi, con không có muốn học pháp đâu, con công quả thôi, có những người thôi con tu phước thôi, con không có tu tuệ này nọ, cho nên sư cô mới giảng cái bài tu phước đức và tu trí tuệ cho Phật tử đó. À, không thể nói như vậy được, cho nên nó là từ bắt đầu cho tới bây giờ cũng vậy, lúc nào đó là cái lý do sao mà mình là một trong những cái đạo tràng nhỏ xíu nhất ở đây nhưng mà mình lại mở được cái lớp giáo lý cho Phật tử. À, quy củ bài bản thứ lớp như vậy à, là bởi vì cái lời dạy của sư ông mà sư cô được nghe khi còn rất là nhỏ. Mình phải chịu khó học pháp dần dần, rồi từng giọt sữa thơm của pháp đó mới tưới tẩm lên cái hạt giống đất tâm của mình, nó mới nảy mầm được, đúng không? Chứ mình đến chùa mà mình ăn bữa cơm, mình xào xáo nói chuyện với nhau, quan tâm hỏi han nói xong, rồi cái lạy lạy Phật cầu xin từ trên xuống dưới, xong rồi có tiền thì cúng 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 như vậy, giống như là trao đổi vậy đó, xong mình đi về là như vậy, chưa phải đi chùa tu. Không hề sửa tâm, không hề hỏi pháp, không hề nhìn lại quán chiếu, thì cái đó không phải đi chùa tu. Ha. Nên là hy vọng là sắp tới khi mà dịch bệnh nó an ổn, dịch bệnh nó qua đi, mình lại trở lại sinh hoạt offline, tức là mình không sinh hoạt online như vậy nữa, thì quý Phật tử đang xem online ở Việt Nam cũng sẽ thấy được cái mô hình sinh hoạt của quý Phật tử ở bên này, rất là dễ thương, nhỏ gọn thôi, chắc thật từng chút cho nó trọn vẹn, cho nó đầy đủ đó. Thì cái đó mới là trọn vẹn cái chữ đi chùa tu. Nếu như Phật tử nào từ nhỏ đến chùa được giáo dục như vậy, được tìm hiểu giáo lý của nhà Phật như vậy, có những cái gút mắc, có những cái thắc mắc, có những cái trăn trở, có những cái bế tắc hoặc bất mãn mà được tư vấn với quý thầy, quý sư cô đúng trong thời điểm và đúng pháp để mà nghe giải thích, thì chắc chắn là sẽ không có những cái câu nói mà cái kiểu như là gần đây mạng xã hội cứ ào ào lên như thế đâu. À, xin lỗi Phật con không đi chùa, hoặc là thôi con tu tâm không thèm đến chùa, thôi chùa to Phật lớn làm gì, ngày xưa ông Phật ông ở trong rừng cây, sao giờ mấy thầy mấy sư cô đi xây chùa chi này nọ, sẽ không bao giờ mình nói những lời đó. Cho mình thấy là bây giờ mình nhìn lại cái trách nhiệm của mình đã làm tròn hai cái chữ Phật tử chưa? Đức Phật dạy đệ tử của Ngài làm cái gì? Trì giới, nghĩa là hộ trì các căn, và hành thiền, đàm luận về Phật pháp và im lặng của bậc thánh, đó là hành thiền đó. Chứ Đức Phật có dạy mình cầu xin hoặc là thế này thế kia không? Phải không? Nên hôm nay là một lần nữa mình quay lại xem Phật dạy mình cái gì để mình sửa đổi, để mình tiến bộ hơn. Sư cô nói rồi, mình là một cái phiên bản tốt nhất của mình so với ngày hôm qua, là mình thành tựu. Và Ngài có khuyên các khuyên hành thiền như câu như thế này: này các tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là những căn nhà trống, này các tỳ kheo hãy tu thiền, chớ có phóng dật, chớ có sanh lòng hối hận về sau, đây là lời giáo huấn của ta cho các ngươi. Và khi
Đức Phật gần nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật nhắc đi nhắc lại nếp sống của một người tu tối thắng, đó là tu thiền định và thiền quán. À, sư cô đọc lại lời kinh này trong bài kinh Di Giáo ha. Này Ananda, ở đời vị tỳ kheo đối với thân quán thân tinh tấn tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái ưu bi trên đời, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp quán pháp, tinh tấn tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái ưu bi trên đời. Này Ananda, như vậy vị tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một vật gì khác. Thấy không? Không có tin là ai đó sẽ cúng sao giải hạn, ai đó sẽ quyết định ban phước giáng họa cho mình, ai đó sẽ quy định cái vận số mạng của mình, không có ha. Ở Hàn Quốc hay có câu gì nệ phanh cha tà, số tôi nó vậy á, cái mạng tôi nó vậy á, cái vận mệnh cuộc đời tôi nó vậy á. À, câu này là câu không đúng chánh pháp. À, Phật tử mình đi chùa tu có học giáo lý không nói câu này. Ừ. Tại vì mình phải tin nhân quả. Ừ. Mình gieo nhân lành thì mình sẽ gặp quả lành. Cho nên mình không nói là tánh tôi nó vậy, tại cái số mạng tôi nó vậy rồi, không có. Cái tánh là ở đâu ra? Mình các pháp vô ngã, tâm thì vô thường. Có cái gì mà cái tánh của tôi, đúng không? Tính tôi vậy á. Chịu được chịu không chịu được thôi. Nói mấy câu này là chưa hiểu được bản chất của vô ngã, vô thường của Phật giáo ha. Thì mình đừng có cố chấp. Nếu ai nói đến cái gì mà mình đang sai á, thì mình phải chịu khó nghe và sửa. Chứ không phải khi người ta nói đụng chạm cái mình nổi tự ái lên, đùng đùng là không được ha. Người ta chỉ ra cho mình cái lỗi sai thì mình càng phải biết ơn. Và bây giờ chúng ta đã có cái khái niệm về tứ niệm xứ nói nãy giờ rồi đúng không? À, mình dành một ít thời gian để mình coi sơ qua cái kinh Bốn Pháp Quán Niệm ở trong này là như thế nào. Quán thân như thân. À, trong này là dài lắm. Giờ sao sư cô tóm tắt quý Phật tử về tự đọc nha. À, trong này thì niệm thân á, thì có bốn đối tượng để mà Đức Phật dạy là đặt cái tâm vào. Đầu tiên đó là hơi thở ra vào, dài lắm ha. Cái này lặp đi lặp lại. À, tôi thở ra dài, tôi ý thức rõ rằng tôi đang thở ra một hơi thở dài, thở vào hơi ngắn, tôi ý thức rằng tôi đang thở vào một hơi thở ngắn, vân vân. Cái này nó cứ lặp đi lặp lại, quý Phật tử tự đọc. Ý là sao? Tức là cái hơi thở, đặt cái niệm, đặt cái đối tượng để mình đặt cái tâm vào, cái niệm thân đầu tiên đó là hơi thở vào ra dài ngắn, rõ biết. Và sau đó thì sẽ tới cử động tay chân, đứng đi. Nói chung là chúng ta cần ghi nhận thôi. Khi mà hơi thở ra vào hoặc là cử động tay chân như thế nào, chúng ta ghi nhận tại đó thì mình có cái gì ạ? Sư cô nói quá chừng luôn đúng không? Thì ái, thủ và hữu nó không can thiệp vào. À, thì mình sẽ không có cái đắm, ái nhiễm, yêu ghét, thủ, muốn sở hữu, muốn chấp mắt nó. À, giữ nó, không bao giờ có cái đó. Khi mà mình nhẹ nhàng, mình ghi nhận được tất cả các cái niệm hơi thở của mình dài ngắn ra vào, chánh niệm tỉnh giác hoặc là cử động lên xuống của mình, mình ghi nhận ngay tại cái thời điểm nó diễn ra như vậy, mình chỉ ghi nhận như vậy thôi, thì ái thủ hữu không có can thiệp vô. Là cái chỗ này mình có niết bàn, ngay cái chỗ này là mình bắt đầu mình có cái an tĩnh đó. À, à, mình phải bỏ đi những cái kiểu như là mình đánh giá, mình nhạy 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 lắm. Sơ qua thôi, ví dụ cái người đó đi lướt qua mình một cái thôi. Người nào mà mình để ý đi, ví dụ mình quan tâm đến thời trang, mình sẽ nhìn quần áo, giày dép của người ta bận cái gì. Mình quan tâm đến sắc đẹp hoặc là dưỡng da, mình sẽ liếc sơ coi, à da này là có bị khô không, có chịu chăm sóc dưỡng không, à đúng không. Hoặc là mình quan tâm đến, nói chung mình quan tâm đến cái gì là mình sẽ đánh giá ngay cái đó, mình lẹ ghê lắm. À, nhưng mà mình tập ha, đừng có đẹp, xấu, ghét, thương, trồi lên, sụp xuống. Trời, bận cái đồ vậy mà cũng bận nữa, xấu quá à. Ủa xấu sao người ta bán được, người ta mua người ta thấy đẹp người ta mới bận đúng không? Là xấu với mình thôi, với cái quan điểm thẩm mỹ của mình thôi, chứ chưa chắc là nó thật sự xấu. Mà nó có xấu thiệt đi thì cũng đâu có nên để cái tâm xấu vô đó chi, phải không? Ừ. Cho nên là, mà nhiều khi mình không để ý, nó làm riết rồi nó quen rồi đó, gọi là cái tập nghiệp luôn rồi. Mình cứ thấy ai đó là mình bình luận, mình đánh giá, mình phân tích.
Giờ sư cô ngồi đây nói pháp, thay vì là mình chịu khó mình nghe, nghe cái nội dung, thì bắt đầu mình ngồi mình quýnh giá. Cô nói nhanh, cô nói chậm, sao tay cô đưa lên đưa xuống mà cô không để yên giống như quý giảng sư khác. Sao cô không học thuộc bài, cô ngồi cô nói giống mấy giảng sư khác mà cô đọc kinh ra từng bài vậy, cô nhìn sách cô nói vậy. Ủa sao có nhiều khi cô thế này cô thế kia. Nói chung là mình cứ đánh giá bình luận, và cuối cùng cái chánh niệm của mình có để trong cái câu pháp không? Không hề. Những người đó là những người không hề nghe thấy cô nói gì hết. Cho nên mình thấy không, mình tạo một cái thói quen cho cái việc mà để cái tâm yêu ghét, đánh giá, ái thủ hữu vô tất cả những cái pháp mà mình nhìn thấy, riết nó mình tưởng cái đó là mình luôn rồi, mình không có còn nhận thức ra được nữa. Và như vậy thì mình không bao giờ mà mình có chánh niệm ở trên thân được hết. Chỗ này quan trọng ha, mình chỉ lặng nhìn và không phản ứng, mình tập như vậy. Chỗ này sư cô nhớ đến một câu chuyện, quý Phật tử có biết là Đức Ngài Xá Lợi Phất được xem là tướng quân trong chánh pháp đúng không? Bậc đại thánh tăng như vậy đó, mà còn có người bạn đồng tu cũng là một tỳ kheo vu khống Ngài, nói Ngài là còn có tham, có sân, có dục, vân vân. Đức Phật can ngăn liền, ông không có nên nói như vậy. Nhưng mà vị đó vẫn cố chấp, thì Đức Phật mới mời Xá Lợi Phất ra để đối chất. Quý Phật tử nên đọc cái bài kinh đó, mà nếu như học xong cái bát chánh đạo này mà còn thời gian, sư cô sẽ giảng cái bài này. Đọc lúc đó xúc động mà sư cô khóc luôn á. Lần đầu tiên đọc được bài kinh đó là rớt nước mắt, vì xúc động luôn. Tại sao phải nói là cánh tay phải của Đức Phật, tướng quân trong chánh pháp, mà khi Ngài bị vu oan như vậy đó, Ngài không có dùng cái uy quyền của mình, mà Ngài ví Ngài như một cái dẻ rách, như một cái gì để Ngài thể hiện cái sự khiêm hạ và cái sự không có tham, không có dục, không có sân của Ngài trong từng lời nói đầy từ bi và trí tuệ. Sư cô đọc đến gần thuộc luôn nguyên cái đoạn, nguyên bài kinh dài thòn đó luôn á. Và trong đó có một câu, nhiều người đọc lướt qua sẽ không để ý, đó là Ngài Xá Lợi Phất có nói một câu khi mà mình bị vu khống, đó là hằng ngày con thực hành tứ niệm xứ miên mật. Wow, hay không? Cái người mà thực hành tứ niệm xứ miên mật, biết từng hơi thở ra vào, biết từng cử động nhỏ nhiệm, thì người đó làm sao mà có tham, có sân, có si, có dục được, đúng không? Và đây là cái câu trả lời thuyết phục nhất cho cái sự vô khống của bạn đồng tu. Và ngay khi mà vu khống Ngài Xá Lợi Phất như vậy, thì kinh kể là đất nứt ra, cái gì, vị tỳ kheo đó bị nổi mấy cái mục á, ban đầu nó nhỏ chút, xong nó bự ra và nó vỡ ra, nó loét luôn, nói chung là mất luôn cái phước làm người. Cho mình cẩn trọng cái khẩu nghiệp. Hôm trước cô có chỉ cái bài là tu khẩu nghiệp là cái tu quan trọng nhất đó, đúng không? Nhiều khi mà mình vu khống, nói xấu thị phi với cái người mà không có nhiều đạo đức, không có nhiều công đức lành á, thì mình đã bị cái khẩu nghiệp mình rồi mà còn chưa đến nổi. Nhưng nếu mình xúc phạm một bậc có đạo đức, tức là một cái bậc có trì giới, có tu hành đàng hoàng, là mình tổn cái phước của mình vô cùng lớn luôn. Chắc chắn là mình phải bị đọa. Nhưng mà nhiều khi mình xúc phạm tới một cái bậc thánh là mình mất luôn cái phước làm người. Ngay trong đời này không thể nào còn đủ cái phước để làm người nữa. Đất nứt ra hút mình xuống, còn không là mình vỡ ra mình chết. Hay Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật nhiều lần, cuối cùng Đức Phật lúc mà quay đầu hồi tỉnh, Đức Phật nói đó, Đề Bà Đạt Đa sẽ không còn đủ cái duyên phước lành để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn lần nữa. Đề Bà Đạt Đa mất luôn, chết luôn, trên đâu có gặp Đức Phật lần thứ hai trong đời được nữa, sau khi mà bày biết bao nhiêu mưu kế để hại Đức Phật ra. Mình thấy là cái này quan trọng ha. Có nhiều bài kinh hay lắm. Và sau đó, sau khi mà dạy mà đặt cái tâm vào cái hơi thở, thì Đức Phật dạy mình đặt cái tâm vào gì? 32 cái thể trược của thân. Chỗ này, chính vì chỗ này mà trong giáo trình Phật học phổ thông mình giảng là quán thân bất tịnh đó quý vị. Không có sai đâu nha, bất tịnh là thật á. Nhưng mà ý nói là quán, nhiều khi mình quán không có nổi, cho nên mình phải dùng cái cách quán khác, chứ nói từ ban đầu rồi không lặp lại. Nhưng mà thân mình bất tịnh là đúng, mình phải công nhận đây là sự thật nha. Tức là thấy rõ. Trời ơi, chỗ này dịch ra là đây.
chứa đầy nhơ nhớp, trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước miếng, nước mũ, nước tiểu, nước khớp xương. Rồi, kinh khủng lắm. Ừ, Đức Phật nói là mình phải thấy những cái rõ ràng nhơ nhớp này giống như một cái bao đựng ngũ cốc, khi mình mở ra thì mình phải biết đây là đậu, đây là mè, đây là gì, vân vân. Mình phải thấy từng cái chi phần của mình nó nhơ nhớp, nó không thanh tịnh như vậy mới gọi là bất tịnh. Thấy ở rõ từng phần ở trong ở ngoài. Và đoạn này Đức Phật có một cái ví dụ mà sư cô đọc mà sư cô vui lắm, lạ lắm. Đức Phật nhiều cái dạy dễ thương lắm quý vị. Hành giả quán sát thân này thông qua vị trí cũng như thứ tự của các yếu tố hình thành sắc thân như đất, nước, lửa, gió, cũng như cách đồ tể khéo tay cắt từng chi phần của con bò lớn tại ngã tư đường, ai cũng thấy rõ. Hồi đó sư cô đọc này sư cô hết hồn. Ủa sao kỳ vậy? Sao nhà Phật mình đâu có khuyến khích cái việc sát sanh đâu mà hết cái ví dụ lấy ra. Đức Phật lấy cái ví dụ như cái người đồ tể mà cắt thịt ở giữa ngã tư đường như vậy. Sư cô không hiểu được cái chỗ này, mình thấy nó ngộ nữa. Rồi lúc đó mình xin nghi ngờ nó. Ủa này phải kinh Phật nói không? Hồi nhỏ mình rất là có nhiều cái nhỏ dại. Thì sau này mình mới biết được thì cái ví dụ này sao nó phù hợp với lại cái xã hội Ấn Độ hồi đó. Cái người mà họ cắt thịt ở ngã tư đường họ làm rất là nhanh, cái hoạt động, cái động tác của họ, và họ rất là hiểu rõ từng cái chi phần mà họ thấy được rất rõ cái chỗ này phải cắt như thế nào, chỗ kia phải cắt như cái nào hình thành nên cái nào, thứ lớp rất là rõ ràng. Và cái đó là cái dễ hiểu dễ gần nhất với những người mà trong thời buổi đó, lấy ví dụ đó nó rất là cụ thể luôn. Cho nên là ví dụ này hay lắm ha. Mình tóm lại là có thân mình có 32 cái thể trược. Mình phải thấy rõ từng cái phần nhơ nhớp đó giống như cái bao đựng ngũ cốc dở ra, giống như cái người hàng thịt mà họ có thể lóc từng miếng thịt ở giữa ngã tư đường, có rất là nhiều ánh mắt nhìn xung quanh mà họ rất là chuẩn xác, rất là tự tin, rất là rõ ràng, rành mạch trong từng chi phần như thế. Thì mình phải quán như vậy. Rồi, chúng ta tiếp tục cái niệm thứ ba là gì ạ? Niệm cái sanh khởi và đoạn diệt của thân từ bên trong cho tới bên ngoài. Và Đức Phật có dạy một cái quán pháp, đó là quán thi thể, quán thay người chết á, để thấy cái sự rã rời như thế nào. Cái này ở trong sách Phật học phổ tông là ghi rất là rõ từng giai đoạn ha. Ngày đầu tiên nó như thế nào, ngày thứ hai nó như thế nào, ngày thứ ba nó như thế nào, kinh khủng lắm. Sư cô ngại đọc cái đoạn này lắm, mất công Phật tử nào mà còn chưa có quen đọc kinh Phật nhiều á, xong rồi tối ngủ ám ảnh nói sao kinh Phật kỳ quá rồi nó lỡ có tác dụng phụ rồi làm biến đọc kinh luôn. Nên sư cô lướt cái đoạn này, quý Phật tử đọc cho kỹ ha. Giờ mình không có can đảm quán thi thể thì thôi, mình kiếm cái pháp khác mình quán. Ở đây mình muốn quán thi thể cũng hơi khó, đúng không quý Phật tử? Ở Hàn Quốc là sao, người ta thiêu không á, gần như 90% bây giờ là người ta hỏa táng, người ta thiêu xong ta còn cái hũ cốt thôi. Có những người thì mang hũ cốt đến chùa hoặc là đem về nhà, có những người là họ rải luôn tro cốt, không còn gì hết. Tức là mình chỉ chào người thân mình đoạn cuối thôi, rồi từ cái đoạn mà đưa quan tài đẩy vô trong lò rồi đẩy ra cái hũ cốt là mình không có nhìn thấy nữa. Nên là không có giống, nó là một cái quy trình khép kín, nó không giống như ở Việt Nam mình có thể vào mình nhìn, đúng không? Ở đây không có nhìn được, cho nên là cũng khó quán. Đó là cái lúc thiêu thôi cũng khó nhìn rồi, chứ huống gì cái thay chết để đâu sẵn cho mình nhìn. Thì tại sao có cái pháp quán này? Ở bên Ấn Độ thì người ta có nhiều cái kiểu để mà xử lý khi một người mất, như là thủy táng, thả trôi xuống sông, hay là hỏa táng rồi bỏ lên cái giàn hỏa thiêu xong rồi cũng thả xuống sông, hoặc là điểu táng để cho mấy con ken rồi nó rỉa thịt ăn, hoặc là đó là lâm táng, đó là cái đoạn này nè, đó là thi lâm, là quăng nguyên cái thây vô trong rừng luôn, con nào nó ăn thịt nó xé xác thì không, còn không thì cái thây đó nó tự hoại. Thì cái này là ngày xưa Đức Phật mới dạy là vào trong mấy cái thi lâm đó, mấy cái rừng mà toàn thây chết không á, thì mình sẽ thấy là ngày nào người ta cũng quăng thây hết á. Thì người cái thay mới quăng ra thì nó làm sao, cái thay ngày thứ hai nó sẽ như thế nào, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, kinh khủng lắm. Mà thật sự nhé, nếu mà mình ngồi 7 ngày trước cái thay chết như vậy á, mình lúc đó dám mình mới tin là quán thân bất tịnh thật luôn á, mình mới chứng đắc nổi luôn á. Tại vì mình thấy sờ sờ trước mắt rồi, người mình cái kiểu là thấy mới tin mà, đúng không, thấy mới sợ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là vậy á. Cho bình thường mình vẫn còn thấy là mình đẹp mà,
mình thơm tho mà, mình xinh xắn đáng yêu mà. Ngay cả sư cô, khi mà sư cô thấy quý thầy, quý sư cô hảo tướng mà đắp cái y, quý Phật tử biết là tu sĩ ở Hàn Quốc rất là đẹp đúng không? Đó, nói chuyện này lại lan man. Sư cô dẫn mấy em sinh viên Việt Nam mà lên trường sư cô ăn buffet chay á. Trường sư cô có một cái buffet chay nổi tiếng cả nước luôn. Rất là ngon mà rất là rẻ, tại bán giá cho sinh viên và sư ở trong chùa. Siêu ngon, siêu rẻ và view rất là đẹp. Nói chung á là hả, view giống view khách sạn 5 sao vậy đó. Ai học ở Đông Quốc thì sẽ biết đúng không? Cái buffet chay trên tầng 3 của Sun Not World. Thì có rất là nhiều em mà lần đầu đến trường Đại học Đông Quốc mà nhìn sư Hàn là ngoái cổ vậy nè, ngoái không chớp mắt luôn. Xong nói với sư cô, trời ơi sư gì mà đẹp trai quá vậy, nó không có được nói sư đẹp trai, cứ nói chứ nói sao sư cô, nói sư hảo tướng, cứ nói sao mà đẹp còn hơn diễn viên điện ảnh nữa quý vị, sư bên này đẹp lắm. Vậy thì sư cô có quán bất tịnh nổi không? Đâu có nổi. Thậm chí trong trường sư cô có những sư cô người Hàn mà đẹp tới mức mà không biết diễn tả như thế nào. Nhiều khi mà đi học mà có những cái tiết học mà chán quá, buồn ngủ quá, sư cô nhìn cái sư cô đó cho nó tỉnh luôn á. Tự nhiên nhìn người ta là nó bừng sáng cả lớp học vậy nè. Người ta hảo tướng đến mức độ đó đó. Khó quán lắm. Cho mình phải ra cái thay chết mình mới tin. Chứ giờ mình thấy sư đắp y cạo đầu rồi, nhất là ngày ngày Bố Tát, ngày tụng giới, ngày 14, ngày mùng 1 hàng tháng đúng không? Khi mà các sư cạo đầu xong, đầu sáng, quang minh, hảo tướng, đắp một cái y lên chánh điện. Chùa sư cô còn có cái gì nữa quý Phật tử biết không? Có cái chánh điện ở trong cái trường học luôn á. Thì tới ngày Bố Tát á là lớp học nào cũng được nghỉ trước 15 phút hết á, để cho quý sư có thời gian đắp y để mà vào chánh điện để mà tụng giới với Bồ Tát. Hồi cái lúc đó nó đẹp lắm, nhất là những mùa xuân á, hoa anh đào nở nè, gió thổi lá hoa anh đào bay nó lấp lánh như là trong phim, như trong cổ tích vậy đó, rơi trên cái mái chùa như vậy. Tại vì cái chùa là bao xung quanh là 4-5 cây anh đào, nguyên một hàng anh đào cổ thụ, rồi mấy cây anh đào lớn nhất là gần chùa hết. Rồi sư Hàn thì người ta đắp cái ca sa, cái y màu nâu gạch á đó, nó đắp đều hết như vậy. Tăng ni một màu luôn, tăng ni một kiểu luôn, bắt đầu đắp y vân tập, cả trăm tăng ni vào trong chánh điện, rồi lá hoa nó bay, rồi sư cô có đứng nhìn cái cảnh đó mà bị mê luôn á. Vậy nó bất tịnh chỗ nào, thấy trang nghiêm quá chừng. Nên là mình hiểu, thấy si bụng ta ra bụng người chỗ này. Mình thấy là quý Phật tử cũng khó quán cái bất tịnh chỗ này. Nhưng mà Đức Phật dạy đó đúng không? Mình đi ra cái vườn thay chết, mình sẽ thấy cái sự tan hoại của các đại. Mình sẽ thấy cái sự nhơ nhớp, gân, xương, lông, tóc, móng, răng, da. Tới lúc nó còn cái bộ xương trắng nó như nào thì nó kinh khủng, lúc đó mình mới biết nhờm gớm. Một trong những người mà đã từng rất ghét Đức Phật vì Đức Phật chê nữ sắc là cái đẩy da hôi thối, đó là Khema. Bà này là Tỳ Kheo Ni Khema, nhưng mà trước khi làm Tỳ Kheo Ni thì bà là thứ phi mà rất được sủng ái của nhà vua, không bao giờ muốn đi gặp Đức Phật, tại vì bà ghét Đức Phật chê mấy người nữ sắc là dơ hôi thối đãi da vậy đó. Vậy mà sau này Đức Phật, cái này thôi mình giảng riêng bài đi chứ mình xa đề, cô này cũng rất là đáng để học ha. Thì mình thấy là khi mà nhận ra được cái lời của Đức Phật nói là chân lý thì cô này cô đắc thánh quả ngay lúc đó luôn. Và lúc đó cô không thể làm thứ phi được nữa. Thật ra nhà vua thì định đưa cô đến gặp Đức Phật để cô tin chánh pháp thôi, chứ đâu có định mà cho vị hoàng phi sủng ái nhất của mình đi tu như vậy. Nhưng mà cô đắc thánh quả luôn thì chỉ có một lựa chọn thôi. Một là nhập Niết Bàn ngay lúc đó. Hai là cô phải xuất gia cạo tóc sống đời tu sĩ thôi. Và cô rất là hoan hỷ. Sau này cô là một trong 10 vị đại đệ tử thánh ni của Đức Phật. Rất là hay ha. Vì cô đó là cũng quán cái thân bất tịnh này mà thành tựu cái pháp này đó quý vị. Chứ mình đừng có thấy là xinh đẹp như vậy là sạch sẽ, là thơm tho. Không có ha. Cái đó là cái vô minh trong cái tham đắm cái sắc của mình. Đó là cái sai lầm của sư cô, chứ không phải là cái hay ho. Cho nên là mình phải tập. Nếu mình tập quán chưa được thì mình cũng phải biết, phải tin nhận cái lời Phật dạy thân bất tịnh là đúng nha. Rồi, mình đã học xong được cái phần mà kinh nói thân, quán thân trên thân đúng không? Quán thọ trên thọ là sao? Quán thọ trên thọ là mình biết tôi có cảm xúc hạnh phúc trong mình, tôi có cảm xúc khổ thì biết rõ ràng.
cảm xúc đau khổ trong mình. Nói chung khi mình khổ thì mình biết khổ, khi vui thì biết vui. Mà chỗ này cô xin nói thêm một cái, tức là cái cảm thọ này á, thì mình không chỉ có thọ là khổ không đâu. Thọ không phải chỉ có khổ, mà thọ còn có là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Tức là có những cái cảm thọ là nó vui, có những cảm thọ là nó khổ, có những cảm thọ là không khổ không vui. Vậy thì cái này mình quán thọ là thọ, tức là mình quán cái cảm thọ khi mà mình có được thôi, mình chỉ cần nhận diện nó ra thôi, chứ mình không cần phải cố tình áp đặt thêm một cái gì nữa ha. Thì gọi là mình phân định, cái nhận ra rõ từng cái cảm xúc, cái cảm thọ, như vậy là đủ rồi. Như vậy để chi? Để mình không có chấp thủ bất cứ cái gì là của mình hết. Còn tiếp theo đó là quán tâm là tâm. Ở đây hồi nãy sư cô ngại dùng cái từ là quán tâm vô thường lắm. Tại vì thật ra pháp cũng vô thường, cái gì cũng vô thường, nói từ đầu rồi ha. Cho nên thì mình niệm tâm á, thì ở đây Đức Phật dạy là gì? Với tâm có tham, biết tâm vướng tham. Với tâm có sân, biết tâm vướng sân. Với tâm có si, biết tâm vướng si. Với tâm không có tham sân và si, thì tuệ tri rằng tâm thoát ba độc. Vân vân. Thì ở đây Đức Phật dạy là với tâm có tham thì biết có tham, có sân thì biết có sân. Mà mình thấy là ở Việt Nam mình có một vị thiền sư gắn thêm cái chữ, hai chữ cực kỳ đắt giá trong cái chỗ biết này là cái gì. Mình nhớ sư ông Trúc Lâm mình rất là nổi tiếng với lại cái pháp quán gì à, biết vọng không theo. Nghĩa là gắn hai chữ không theo sau cái chữ biết vọng. Mình biết đó là vọng, mình biết đó là tham, mình biết đó là sân, mình biết đó là si, thì sao mình không gồng lên, mình không nỗ lực ra để đè bẹp nó xuống, để triệt tiến hóa nó không? Mình chỉ không theo thôi. Hai chữ này giá trị vô cùng. Nghĩa là biết tâm có tham, biết tâm có sân, chỗ đó mình biết như vậy là đủ rồi. Mình không bị cái tham đó lôi đi, mình không bị cái si đó lôi đi, mình không bị cái sân đó chi phối, thì chỗ đó gọi là biết vọng mà không theo. Hai chữ này phải nói là rất là giá trị ha, kim cương trong cái việc mà quán tâm như này. Vậy thì vân vân. Xong rồi Đức Phật nói gì đây? Khi mà mình quán được cái này, tức là tâm mình rõ như thế nào, mình nhìn rõ trong lòng bàn tay cái tâm mình như vậy, thì mình sẽ bớt cái gì? Bớt vướng tham, vướng sân, vướng si, vướng các cái chấp tránh trí vân vân. Và cái cuối cùng của mình quán pháp là pháp. Này nó hơi mệt nè quý vị. Cái chữ pháp hôm trước sư cô có định nghĩa rồi đúng không? Nhậm trì tự tánh quỷ sanh Phật giải, nghĩa là sao? Cái chữ pháp này là nó định hình cái khái niệm tròn méo vuông vức để mà nhìn nó phân biệt được với cái pháp khác. Nói chung từ cái nhỏ xíu như là lông tóc nhỏ nhiệm cho tới những cái lớn, bàn ghế, nhà cửa, đại địa, núi sông, mình đều gọi là pháp hết. Vậy thì quán pháp chỉ là pháp thôi. Cái này mà giảng ra thì nó dài lắm, mình hết giờ rồi, giờ làm sao? Nay sư cô bị xa đề rồi. Thôi mình sẽ nói một câu ngắn về cái quán pháp này thôi ha. Chứ nãy định giảng cái phần quán pháp này là nhiều nhất đó quý vị. Nãy định giảng cái phần quán pháp là dài nhất, mà bây giờ là nó hết giờ rồi. Thôi đọc một câu trong kinh Lăng Nghiêm để mình nói một ý nhỏ thôi. Lăng Nghiêm có câu đó là: nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng hữu biệt. Nghĩa là sao? Các nhân duyên nhóm họp á thì giả dối có sanh ra, các nhân duyên chia rẽ thì giả dối có hoại diệt. Vậy đủ biết tất cả các pháp làm nhân duyên cho nhau, in tuồng là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng thì tức là vô ngã. Mình đang nói về cái pháp của mình ở đây. Thì như vậy mình sẽ niệm cái gì đây? Niệm cả cái vô thường vô ngã của pháp. Mình chỉ cần nhớ thôi. Nãy sư cô định nói dài lắm, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói ngắn gọn một câu thôi. Các pháp do duyên sinh thì các pháp do duyên diệt. Nghĩa là không có một cái pháp nào mà tự một mình nó hình thành, hay là nó có một cái ngã riêng của nó. Nếu có như vậy thì sao? Cái người nào mà học dở rồi thì kiếp sau hoặc là đầu thai hoặc làm lại cái gì có học dở được không? Không. Hoặc là cái này là cái bàn rồi thì nó dính diễn phải là cái bàn, nó có cơ hội được làm cái khác không? Đâu có. Nhiều khi nó gãy bớt một chân, mình cắt nó xuống, mình làm cái gì? Cái phản ngồi cũng được đúng không?
Hoặc là bây giờ nếu như cái ly nó định danh nó là một cái ly không thôi thì nó còn làm được cái gì khác không? Không, trong khi đó cái ly đó mình có thể mình cắm bông được mà, mình có thể trồng cây được mà, mình có thể làm cái hộp đựng bút bằng cái ly đó được mà, phải không? Hoặc là có một câu chuyện rất là nổi tiếng, đó là câu chuyện cây bút. Cây bút đối với mình thì mình ngồi mình viết, chứ cây bút mà quăng cho con chó nó sẽ làm gì? Nó thành cục xương, nó gặm thôi, chứ nó đâu có biết viết đâu. À, vậy thì không có cái gì một pháp mà tự nhiên, một duyên mà tự nhiên sanh được một pháp, mà tất cả là do duyên giả hợp mà tạo thành. Vậy thì khi các duyên tan hoại đi thì các pháp đó có tan ra không? Mình phải nhận được đúng một điều này thôi là được trong cái quán pháp này ha. À, nói như vậy để làm gì? Để mình không có chấp cái này là thường còn, cái này là mãi mãi, cái này phải là của mình, cái này phải là như vậy, phải là như vậy, phải là như kia. À, cho đến kể cả con người, cho đến kể cả kinh điển, à, sư cô giảng pháp phải như thế này chứ không được như thế kia. À, ni là phải bận áo Nhật Bình màu lam chứ không bao giờ được bận màu nâu. Màu nâu là để dành cho tăng thôi. Ủa vậy ra ngoài Bắc quý sư mặc cái gì? Như chùa sư cô là chùa Bắc nè. À, thầy sư cô là sư bà bận áo nâu không nè? À, giờ không, con nghe nói là ni phải bận áo Nhật Bình màu lam, giờ thôi cả chùa mặc màu nâu đi, mình con bận màu lam thôi, ai làm gì kỳ vậy? Rồi tới hồi mình đi học Phật học viện quy định là ni phải bận áo Nhật Bình màu lam, không, chùa con chùa Bắc con bận áo nâu thôi, con nhất quyết không bận áo Nhật Bình màu lam, vậy thì mình giống cái gì, đúng không? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, mình đừng có quy định là cái này phải là cái này, rồi mình phải hiểu được cái nguyên nhân nó là như nào, đúng không? Không mặc màu xanh, màu đỏ, màu tím là hú hồn rồi. Đó, nói vui cho quý Phật tử thấy như vậy để làm gì? Đừng có quy định, đừng có chấp mắc cái này phải là như thế, đừng có mang cái những cái mớ kiến thức, những cái mình nghĩ là đúng, mình biết là đúng như vậy, mình cho là đúng như vậy để mà định danh cho bất kỳ một cái pháp nào trong đời này. À, kinh điển thì phải in chữ này, không được in sách kia, đâu có cái nào quy định như vậy. Đó là hai nữa là nó do duyên nó tạo thì nó sẽ vì duyên tan mà nó mất, thì lúc đó mình bớt vô thường trước, bớt đau khổ trước vô thường, bớt bế tắc. À, mình quán như vậy là mình sẽ thành tựu trong cái mà chỉ cần cái này thôi là mình bà bậc thánh luôn đó quý vị, đúng không? Mình thấy rõ pháp giáo lý duyên khởi, mình thấy rõ duyên sanh duyên diệt, mình thấy rõ vô thường vô ngã, như vậy là mình đã đạt tới cái cốt lõi, cái tinh hoa, những điều mà Đức Phật giảng dạy kỳ công cho mình trong suốt mấy chục năm hằng hằng pháp của Ngài. Mình mà thấu triệt được cái này mình sẽ chứng thánh đó, chứ không phải là nói suông không đâu. À. Và Đức Phật nói cái gì? Kết thúc bài kinh, Đức Phật nói rằng, này các hành giả, ai tu tập được bốn pháp quán niệm trong vòng 7 năm có thể chứng đắc. Ghê không? Tức là nếu mà chịu tu là chắc chắn 7 năm sau mình thành thánh đó nha. Chánh trí hiện tại nếu còn dư y chứng quả bất hoàn, thực ra thời gian tu tập có thể ít hơn, chỉ cần 1 năm hoặc là 7 tháng, thậm chí 7 ngày nếu đúng phương pháp vẫn chứng đắc được hai quả vị trên. Wow, đây là lời của Đức Phật nói ha. Mình thấy sao? Không phải là 7, đó là con số thôi. Nếu mà mình chịu tu cho đúng đường, đúng lối Đức Phật dạy thì mình biết là mình chắc chắn có cái ngõ về không ạ? Ừ. Nên cố gắng với nhau ha. Ai mà tu chứng thánh được rồi kể cho cô mừng. Rồi, thôi chúng ta đã đi kết thúc cái bài Tứ Niệm Xứ, bài đầu tiên của Đạo Đế. Cũng là bài rất là khó, mang nhiều khái niệm. Trong sách Phật học phổ thông thì còn nhiều cái chưa có bao quát, thành ra là mình phải kiếm các bài kinh khác để mình học thêm vào. Đây cũng chưa có hoàn toàn đầy đủ, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi hay là có 1 năm cũng nói không hết cái giáo lý gọi là thánh đế của Đức Phật nữa. Thì mình giới thiệu tổng quan như vậy cho quý Phật tử nắm được tứ niệm xứ là như thế nào, tu tập tứ niệm xứ là tu tập làm sao, và mình đọc kỹ bài kinh cũng như đọc kỹ trong sách để mình thực tập mỗi chút tu cái gì cũng không ngoài giới định tuệ, tu trên 3 nghiệp thân khẩu ý của mình ha, tu đúng đường lối Đức Phật dạy là sẽ có thành tựu. À, bài rất là khó cho nên sư cô cũng biết á, là có giảng kiểu nào, có cố gắng làm cách nào thì nó khó vẫn là khó, chứ nó không có dễ nghe giống như mấy cái bài khác. Thì quý Phật tử chịu khó, ai mà chịu khó tinh cần tu tập thì ráng nghe lại nhiều lần, à, để gieo một cái duyên, à, một cái chủng tử, à, trí tuệ, à, và một cái duyên lành sâu dày với những lời dạy của Đức Phật, với giáo pháp của Đức Phật, à, với Tam Bảo ha.
Kính chúc quý Phật tử có an lành trong khi nghe Pháp, có thành tựu trong việc hành Pháp và có được bình an hạnh phúc trong đời này. Kính chào và kính hẹn gặp lại quý Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.